Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại có dịp trở về Nam Định, một trong những thủ phủ trong làng cây cảnh. Và đây là cầu Lạc Quần. Đi qua cầu này thì thường tôi vẫn phải mang thêm một quần để sơ cua. Cầu Lạc Quần thì nối giữa Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu lên thành phố Nam Định. Đây là cổng chào Xuân Trường, kính chào quý khách. Đây là hướng đi ra tượng đài Trường Chinh. Và đây là tượng đài Trường Chinh. Và lúc này tôi đến tại xã Sơn Hồng, Xuân Trường, Nam Định, nhà anh Tiến. Lần trước thì tôi cắt về mọ, và hôm nay thì tôi đến định hình. Những cây thì được cho gọn vào một chỗ để tưới. Thời tiết hôm nay thì bắt đầu hơi lắng dịu so với những ngày nắng chen vào mùa đông. Và đây đích thật là thời tiết rất là đúng của mùa đông. Đây là những cây lần trước tôi cắt, tôi không nhớ chính xác, nó khoảng gần một năm rồi, 8-9 tháng gì đó. Tôi sẽ là sau khi xong thì tôi sẽ ghi vào một video. Đây, những cây này trước tôi cắt cụt hết và bây giờ thì cái lượng ngồng như thế này.
Vâng, sau vài tháng thì các bạn thấy là đã có để định hình. Khoảng vài lần thì chúng ta có thể chơi được rồi. Để trước thì các bạn biết là nó rất là cứng và nó lều nghều, lòng lợn. Được cắt đi rất nhiều. May cắt cho cái chân dễ đi. Cái bệ năm ngoái tôi cắt đi cũng rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy sau một chút thời gian thì đã quang quẻ gọn gàng. Sau khi quyết định cắt bề mo, lấy lại bông thì cũng không quá lâu, nếu không thì nó cứ ngoằn ngoắt rất là khó chịu. Như cây này sau này chúng ta sẽ chuyển sang một cái chậu hình chữ nhật đẹp một chút là ok. Video này Tiến sự thực hiện tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Tiến sự xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong video.